Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình yêu nở muộn của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thư mang phiếu siêu âm đến nhà Khương, mục đích để ăn vạ, nhưng người giúp việc không chịu mở cửa. Thư điên tiết đập mạnh vào cổng, la hét. Thím có mở cửa cho tôi vào không? Cậu Khương bảo sao thì tôi làm vậy. Thím vào nói với anh ta, nếu không mở cửa cho tôi vào, tôi sẽ kéo la đến bêu xếu cho cả xóm này biết đấy, để xem ai mất mặt cho biết. Cô nói gì kệ cô, tôi chỉ là làm theo lời cậu Khương dặn. Mấy người được lắm, đợi đấy. Thư nói là làm, cô ta thuê hẳn loa kẹo kéo nhờ người chở đến trước cổng nhà Khương. Cô ta chỉnh âm thanh lớn nhất có thể rồi cầm mic lên gọi lớn. Nguyễn Ngọc Khương, anh có xuống đây gặp mẹ con tôi không? Hay anh muốn tôi cho cả cái xóm này biết bản mặt sở khanh của anh? Việc làm của Thư thật sự quá quắt, Khương không thể chịu nổi mà đi xuống giật lấy mic trên tay cô ta, chỉ thẳng tay vào mặt cảnh cáo. Cô có tin là tôi giết cô ngay tại đây không? Thư lấn sát vào người Khương còn cố tình đưa cái bụng ra. Anh có giỏi thì giết tôi đi, giết con của anh đi, thằng chó. Chát. Một cái tát bay thẳng vào mặt Thư còn in rõ năm ngón tay của Khương trên đó. Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi đánh, biết điều thì ngậm cái miệng lại. Thư tức lắm nhưng cô ta vẫn không quên ngồi xuống đường ôm bụng ăn vạ. Mọi người lại đây mà xem, hắn muốn giết con của hắn muốn chối bỏ trách nhiệm, hắn không phải là con người mà. Khương nhìn thấy mấy bà hàng xóm đứng ở cổng nhòm đầu ra hóng hớt. Hai bàn tay anh ta siết chặt không giữ nổi bình tĩnh mà đi đến bóp cổ Thư, Khương gằn giọng. Ngậm miệng lại cho tôi. Mấy bà hàng xóm thấy thế liền chạy ra giúp Thư. Có gì từ từ nói, cậu làm thế là chết cả mẹ lẫn con đấy. Mấy người tránh ra, tôi phải giết con đàn bà ghê tởm này. Mấy bà hàng xóm sợ xảy ra án mạng nên cố khuyên ngăn. Cậu Khương nghe tôi. Mà bỏ tay ra, đi tù như chơi đấy. Khương buông Thư ra, anh ta đạp mạnh thùng loa ngã rầm xuống lề đường. Anh ta đang cố kìm nén cơn tức giận đỉnh điểm của mình. Vừa lúc xe của mẹ Khương về, bà ấy lấy làm lạ không biết có chuyện gì mà mọi người tập trung trước cổng. Bà ấy bước xuống xe chen vào hỏi. Có chuyện gì mà mấy bà tập trung trước cổng nhà đông thế? Một bà hàng xóm đi lại nói nhỏ vào tai mẹ Khương. Bà mau lựa lời khuyên nhủ thằng Khương, nó tính giết hai mẹ con bé đó đấy, cũng may tụi tôi ra can ngăn kịp. Mẹ Khương nghe cũng hú hồn hú vía, bà đưa mắt nhìn Khương rồi lại nhìn sang Thư. Bà đi lại hỏi con trai, cô gái đó là như thế nào vậy Khương? Mẹ đừng nhắc gì cô ta với con. Thư lòm khòm đứng dậy, đưa phiếu siêu âm thai cho mẹ Khương xem. Cháu có thai với anh Khương rồi, bác tính như thế nào đây? Mẹ Khương giật lấy phiếu siêu âm trên tay, liếc qua một lượt, bà hỏi, cô là người đã ngủ với con trai tôi tối hôm đó. Đúng vậy, cháu có đầy đủ hình ảnh và video, bác có cần xem để xác minh không? Mẹ Khương cười khinh, cô nghĩ tôi muốn xem những thứ gây tởm đó sao? Bác xem hay không thì tùy, nhưng con trai bác đã làm cháu có thai, bác tính như thế nào với hai mẹ con cháu? Nhìn thấy mấy bà hàng xóm đứng hóng hớt, mẹ Khương xấu hổ không biết phải chui vào đâu. Vào nhà rồi nói chuyện. Khương gàn lại, mẹ không cần phải bận tâm đến cô ta làm gì. Những tin đồn không mấy hay ho về con như thế còn chưa đủ hay sao? Tất cả vào nhà. Thư bước được chân vào nhà Khương, cô ta càng ngông nghênh cái bản mặt lên. Ngồi đối diện với mẹ Khương, tay Thư ôm chặt lấy bụng như muốn nhắc nhở với mẹ Khương rằng cô ta đang mang trong bụng đứa cháu nội của bà ấy. Khương không thể nhìn bản mặt của Thư thêm một giây phút nào nữa. Anh ta cứ thế đi thẳng lên trên phòng. Mẹ Khương lên tiếng gọi lại. Con ngồi xuống đó. Khương nói trong bất mãn. Mẹ muốn làm gì thì làm. Mẹ nói con ngồi xuống. Lớn rồi có trách nhiệm với việc của mình làm đi. Khương mặt hậm hực ngồi xuống. Anh ta chỉ muốn lôi cổ Thư ra khỏi đây ngay lập tức. Mấy tháng rồi? Nghe mẹ Khương hỏi, Thư nhanh miệng trả lời. Gần một tháng rồi ạ.
giờ cô muốn như thế nào? Cháu cần con của mình khi sinh ra có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Ý cô là muốn cưới? Vâng. Khương quay sang quát vào mặt Thư. Cô đừng có mơ. Con ngồi im đấy, để mẹ giải quyết. Mẹ Khương nhấp một ngụm trà, không ai biết được trong đầu bà ấy đang suy nghĩ hay tính toán điều gì. Cũng khá lâu bà ấy mới mở miệng hỏi Thư tiếp. Dựa vào đâu tôi tin đây là con của thằng Khương? Bác cứ nhìn vào tháng tuổi của cái thai và ngày cháu lên giường vanh Khương thì bác sẽ biết nó có hợp lý hay không thôi. Nếu chỉ dựa vào đó thì cũng chưa thể chắc chắn 100% được. Cho nên để nghĩ đến cái đám cưới thì quá vội rồi. Gia đình bác muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không? Nếu như chính miệng của thằng Khương nhà tôi thừa nhận đứa bé này là con của nó thì không có lý do gì gia đình chúng tôi không tổ chức một đám cưới. Nhưng bây giờ thằng Khương nó không chịu thì gia đình chúng tôi cũng phải đặt một câu hỏi chứ. Cháu thề với bác, đứa bé này là con của anh Khương. Cháu chỉ ngủ với một mình anh ấy, không phải con anh thì con ai? Cô phải hiểu rõ vấn đề ở đây. Cô và thằng Khương nhà tôi không có một tình yêu nào cả. Chưa nói là cô dụ dỗ con tôi lên giường bằng mọi giá, trong khi nó đã có bạn gái cũng chính là bạn thân của cô. Cho nên mọi chuyện nó còn rất là mập mờ, để khẳng định bây giờ còn quá sớm. Thư cười khẩy. Ý bác là phải đợi đến đứa bé này ra đời xét nghiệm, nếu đúng là con của anh Khương thì gia đình bác chấp nhận, còn không thì thôi đúng không? Mẹ Khương gật đầu. Như thế là hợp tình hợp lý rồi. Xã hội bây giờ hiện đại rồi bác ạ, không cần phải đợi đến đứa bé này chào đời mới xét nghiệm được đâu. Cô làm gì đó làm, thứ tôi cần là kết quả từ bác sĩ xác nhận đứa bé trong bụng cô cùng huyết thống với con trai tôi. Chỉ cần thế thôi, gia đình chúng tôi sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con cô. Nếu cô muốn sẽ có một cái đám cưới diễn ra. Được, bác cứ chờ đi, cháu sẽ đem kết quả đến trong thời gian sớm nhất. Thư đứng dậy rời đi, Khương khẳng định với mẹ một lần nữa. Người con gái còn muốn lấy làm vợ duy nhất chỉ có một mình Hân. Nếu lỡ đứa bé trong bụng là con của con thì sao? Con không thể chối bỏ trách nhiệm. Con của con thì con sẽ nuôi, nhưng để lấy cô ta thì không bao giờ. Con nghĩ con nhỏ ghê gớm đó sẽ đồng ý giao con cho con, trong khi nó không được lợi gì. Mẹ nhìn là thấy ngay mưu đồ muốn bước chân vào nhà này làm dâu của nó rồi. Cô ta muốn thì cứ ôm con nuôi một mình. Con mệt mỏi lắm, con chỉ muốn Hân thôi. Con vẫn ôm hy vọng cái Hân sẽ tha thứ và bỏ qua cho con lần này sao Khương? Tỉnh táo lên giúp mẹ và đừng ôm mộng tưởng nữa. Con và Hân đã kết thúc rồi, không thể cứu vãn được nữa. Con mặc kệ, con vẫn cứ chờ đợi cô ấy. Mẹ Khương thở dài bất lực, vì có khuyên nhủ thế nào con trai cũng bỏ hết ngoài tai. Một mực chờ đợi Hân có thể suy nghĩ lại và tha thứ. Sau cơn ác mộng, bà Châu giật mình tỉnh dậy. Sau khi vuốt mặt cho tỉnh táo, bà nhìn lên đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Bà đi lại cửa sổ, nhìn xuống kiểm tra xem xe của Long đã về chưa nhưng vẫn không thấy. Hân mở cửa phòng đi vào bếp uống nước. Cô thấy bác Châu đang ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi ly rượu trên tay. Nhìn bác ấy có vẻ đang có tâm sự trong người. Cô đi lại ngồi xuống trò chuyện với bác ấy vài câu. Bác ngủ không được ạ? Ừ, dạo này không hiểu sao bác cứ hay bị mất ngủ. Vừa chợp mắt được một chút lại giật mình ngồi dậy. Chắc là bệnh tuổi già bác ạ. Mẹ cháu cũng bị mất ngủ suốt thôi. Bác cũng nghĩ thế, mà từ hồi tối đến giờ thằng Long có về nhà không? Dạ không bác, cháu đợi anh ấy về dọn cơm mà chờ mãi không thấy đâu. Buồn ngủ quá nên cháu cũng ngủ quên luôn. Giờ này nó có về cũng không ăn uống gì đâu, cháu cứ đi ngủ không cần phải chờ. Vâng, bác cũng đi ngủ sớm đi ạ. Cháu tranh thủ vào chợp mắt một tí. Ừ. Hân về phòng được một lát thì nghe ồn ào ở bên ngoài. Hình như là bác Châu và con trai của bác ấy đang cãi nhau. Tiếng cự cãi mỗi lúc một lớn và căng thẳng. Cô ngồi bật dậy rón rén đi lại, mở hé cửa xem tình hình như thế nào. Đã bao nhiêu năm rồi, giờ nó cũng đã có chồng. Mày còn mê muội đến bao giờ nữa hả Long? Đó là việc của con, mẹ quan tâm làm gì? Cưới vợ đi. Bây giờ chưa phải lúc. Mày còn đợi đến bao giờ nữa? Hay là mày đợi nó ly hôn rồi quay về với mày? Nếu ngày xưa mẹ không cấm cản thì có lẽ giờ này mẹ đã có cháu bồng bế như người ta rồi.
Giờ mày trách mẹ đúng không? Phải, con trách mẹ, trách nhiều là đằng khác. Nếu nó tốt thì mẹ có cấm cản không? Trong mắt mẹ cô ấy không tốt, vì cô ấy là con gái của người mà mẹ ghét. Mẹ thấy có công bằng cho chúng con không? Mẹ là thế đấy. Vậy thì mẹ cứ làm những việc mẹ cho là đúng, con làm gì kệ con đi. Long bỏ lên phòng, Hân giật mình đóng cửa lại. Nhìn anh ta cộc tính như vậy mà cũng chung tình phải biết. Xem ra anh ta phải yêu cô gái đó lắm, nên mới còn nhung nhớ đến bây giờ. Mặc dù cô gái đó hiện tại đã lấy chồng, ai cũng có những góc khuất trong lòng, chỉ là họ không muốn nói ra mà thôi. Mấy ngày gần đây, cô không ngừng xem tin tức trên TV và cả trên mạng. Vụ án của cô gái bị giết kia vẫn còn là một ẩn số, và kẻ sát nhân vẫn còn lẩn trốn ở đâu đó. Hân thở dài, lo lắng trong lòng cô vẫn chưa thể vơi đi phần nào. Gã sát nhân đó chưa bị bắt, gã vẫn còn quanh quẩn đâu đó nơi đây, thì tính mạng của cô vẫn còn gặp nguy hiểm. Cô chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc, để cuộc sống của cô có thể trở về bình thường. Cô về đây ở cũng được 4 ngày. Cô chỉ nhìn thấy gã sát nhân đó lạng qua đúng một lần rồi đi luôn, không thấy xuất hiện nữa. Trong suy nghĩ của cô, chắc nơi đây có nhiều camera và lính của Bác Châu, nên gã đó không dám manh động. Trước khi ra khỏi nhà, Bác Châu căn dặn Hân. Bác đi vài ngày mới về, cháu ở nhà nhắc nhở thằng Long cơm nước giúp bác. Nó hay về khuya, lười ăn lắm. Vâng, cháu biết rồi, bác cứ yên tâm ạ. Ừ, bác đi đây, có gì không biết cứ hỏi thím Lợi. Vâng. Hân ngồi gật gù ở bàn vì buồn ngủ. Không biết anh ta đi đâu mà hơn 11 giờ khuya rồi vẫn chưa chịu về, để cô còn dọn cơm. Sáng chờ thêm nửa tiếng nữa vẫn không nghe thấy tiếng xe nào chạy vào. Cơn buồn ngủ nó cứ ập đến, khiến hai mắt cô không thể nào mở ra nổi. Cuối cùng không đợi được nữa, cô đi vào phòng ngủ. Cô nghĩ chắc anh ta không về đâu. Đang ngủ thiêu thiêu, tiếng ồn ở bên ngoài làm Hân giật mình ngồi bật dậy. Cô với tay lấy cây gỗ dựng ở trên đầu giường phòng thủ trong người. Cô đi lại đứng áp sát tai vào cửa, lắng nghe nhưng rất im ắng, không nghe thấy gì cả, kể cả tiếng bước chân. Bàn tay cô siết khúc gỗ trên tay. Tiếng ồn vừa rồi làm cô cảm thấy sợ, có khi nào gã sát nhân đã đột nhập vào đây. Hân hồi hộp không dám thở mạnh, đứng trong phòng lắng tai nghe, đợi thêm vài phút nữa. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Cô nghĩ trong đầu nhà Bác Châu tường cao, cửa ngõ hiện đại, không dễ gì đột nhập vào. Tiếng ồn vừa rồi có khi là của mấy lũ chuột ở trong bếp. Để cho an toàn, Hân vẫn giữ khư khư cây gỗ trên tay. Cô từ từ mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, chắc chắn không có bóng người nào đang đứng ở trước cửa phòng. Cô mới mở mạnh cửa đi ra. Hân rẽ hướng đi vào nhà bếp. Cô nhảy cẫng lên hét lớn vì bàn chân vừa dẫm phải cái gì đó vừa mềm vừa to. Cô sợ muốn tái mặt, vội núp sau mấy cái ghế, giơ khúc gỗ trước mặt cảnh giác. Cô sợ đến nỗi nói quíu cả lưỡi. Ai đó, cái gì nằm ở đó? Không nghe động tĩnh, lúc bấy giờ Hân mới với tay bật công tắc điện. Cô thấy anh Long nằm quằn quại dưới sàn nhà, hai tay cứ giữ khư khư chỗ ấy, trông mặt có vẻ đau đớn. Hân vứt khúc gỗ trên tay, nhanh chạy đến đỡ người anh Long dậy. Sao anh không về phòng nằm mà nằm ở đây? Ai vừa dẫm lên người tôi? Hân khó xử nhìn xuống phía dưới, nơi hai tay của anh Long vẫn còn đang che chở cho cậu em của mình. Rồi cô đỏ mặt quay đi hướng khác. Em xin lỗi, do tối quá nên em không thấy đường, lỡ dẫm vào cái đó. À không, lỡ dẫm vào người anh. Long lòm khòm đứng dậy, nhưng có vẻ vẫn còn đau. Dẫm một phát tỉnh cả rượu. Cô tỏ ra quan tâm một tí. Em dọn cơm cho anh Long ăn nhé. Khỏi, giờ này cơm nước gì nữa. Long bỏ đi lên phòng. Đi được mấy bước, anh ta quay đầu lại mắng Hân. Cô còn đứng dương mắt ra đó nhìn được. Sao ạ? Lại dìu tôi lên phòng cái coi. Người gì mà vô ý vô tứ? À vâng vâng, em dìu anh lên phòng ngay đây. Dìu lên đến cửa phòng, Hân buông người anh Long ra. Anh Long nghỉ ngơi, cần gì cứ gọi em. Đã dìu lên đến đây rồi, tiếc gì mà không dìu vào đến giường. Dù sao em cũng là con gái, vào phòng anh không tiện. Anh Long tự đi vào nhé. Ai làm gì mà cô phải sợ?
Sợ chứ, anh, em là con gái mà. Anh Long nghỉ ngơi nhé, em xuống dưới nhà đây. Này, anh Long cần gì nữa? Mẹ tôi có hỏi thì nói tôi về nhà từ sớm, nhớ chưa? Em biết rồi, anh Long yên tâm. Hân quay người đi xuống, Long nắm lấy cổ áo cô lôi lại. Ờ, có gì từ từ nói. Anh đừng nắm cổ áo em, lôi như thế. Khi nói chuyện với tôi cho đi thì mới được đi, nhớ chưa? Cô gật đầu lia lịa. Em nhớ rồi, anh Long còn gì căn dặn. Biết băng bó không? Băng bó vết thương ấy à? Ừ. Cô nhìn xuống chỗ ấy của anh Long rồi vội quay mặt đi lắc đầu. Cô nghĩ trong đầu anh ta có bị biến thái không vậy trời? Không được đâu anh Long, chỗ đó làm sao mà băng bó được? Tại sao lại không? Nó kỳ cục mà biến thái lắm. Hàng lông mày Long nhíu chặt như thể đã hiểu ra ngụ ý của cô. Anh ta lại nắm lấy cổ áo cô nhấc lên. Cái ý nghĩ gì vừa xẹt ngang qua đầu cô vậy? Em có nghĩ gì đâu, anh đừng động tay động chân với em như thế. Em yếu vía lắm. Anh Long lôi cô vào trong phòng. Anh ta ngồi trên giường vạch hai áo ra làm lộ rõ vết thương. Sát trùng rồi băng bó lại giúp tôi. Thì ra vết thương mà anh ta nói là ở nơi bả vai. Vậy mà cô cứ nghĩ đâu đâu. Có bị đánh cũng không oan mà. Còn đứng ngơ ra đấy. À em biết rồi. Mà thuốc ở đâu vậy anh Long? Trong tủ thuốc. Anh đợi em lát. Băng bó xong xuôi cô dặn dò. Anh bị thương như thế này không nên vận động mạnh đâu. Cái đó không cần cô phải nhắc. Anh đánh nhau với người ta à? Cô hỏi thăm dò để mách lẻo lại với mẹ tôi à? Cô vội khua tay lắc đầu. Em có mách lẻo gì đâu. Anh cứ đổ oan cho em. Tôi biết thừa cô nhận bao nhiêu tiền của mẹ tôi. Cô đằng hắng vài tiếng đứng dậy. Làm sao mà anh ta biết được hay thế nhỉ? Làm gì có, anh Long cứ nghĩ xấu cho em. Thôi anh Long nghỉ ngơi, em xuống nhà đây. Bác Châu vừa về đến nhà vội vàng gọi Hân vào phòng hỏi chuyện. Mấy ngày bác không ở nhà, thằng Long có gì khác không? Anh ấy vẫn đi sớm về khuya như thường lệ bác ạ. Nó có say không? Hôm có hôm không, mà có hôm anh ấy bị thương nữa đấy bác. Bị thương chỗ nào, có nặng không? Ở ngay bả vai, vết thương cũng không nặng lắm bác ạ. Cháu có nghe nó nói chuyện điện thoại với ai không? Dạ có, hình như là một cô gái nào đó. Thế là đúng rồi, nó vẫn còn qua lại với con nhỏ đó. Mày u mê quá rồi Long ơi. Hân tò mò cũng có hỏi. Bạn gái của anh Long hả bác? Bạn gái cũ, nhưng con nhỏ đó lấy chồng rồi. Thì ra là vậy. Hân này. Dạ con nghe. Bác tin tưởng ở con, nên những ngày tiếp theo, con phải giúp bác để ý đến thằng Long nhà bác. Nó có gì phải báo bác ngay. Dạ chuyện này, cháu sợ anh Long lắm bác. Anh ấy biết chuyện cảnh cáo cháu mấy lần rồi. Có bác đây, cháu không việc gì phải sợ nó. Cháu nghe lời bác thì bác sẽ tiếp tục mướn cháu và sẽ không để cháu phải chịu thiệt. Dạ bác nói vậy thì con xin nghe. Mấy vụ theo dõi rình mò người khác như thế này, cô cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng biết làm sao được. Làm phật lòng bác Châu, có khi bác ấy không vui, lại không muốn không cho cô ở lại đây nữa thì lại khổ ra. Hiện tại nơi này là nơi an toàn nhất đối với cô. Bé My nằm viện suốt, nhưng Nguyên, chồng của con bé, lại không mấy quan tâm. Có khi cả tuần mới rúc đầu vào thăm vợ được một lần. Mỗi lần đến cậu ta không nằm dài ra ngủ, thì cắm mặt vào điện thoại chơi game. Anh Nguyên. Mà chơi game, Nguyên không nghe vợ gọi. Anh bị điếc hả Nguyên? Lúc này Nguyên mới nghe, ngẩng mặt lên lườm My. Cẩn thận cái mồm, nói với chồng thế đấy à? Em gọi anh bao nhiêu tiếng mà anh có nghe đâu. Gọi làm gì? Hết nước rồi, anh xuống căng tin mua đi. Đợi lát mẹ đi mua cơm rồi mua luôn. Nhưng mà em đang khát nước. Nhịn tí có chết được đâu mà lo. Không thể chịu đựng được nữa, My chống tay xuống giường ngồi dậy nổi cáu với chồng. Anh quá đáng, nó vừa vừa phải phải thôi. Mấy cái game của anh nó quan trọng hơn cả vợ con anh đúng không? Nhờ anh xuống mua ít nước mà khó khăn đến thế sao? Cái gì anh cũng nạnh hẹ sang mẹ tôi hết vậy? Bà làm quần quật từ sáng cho đến tối như thế còn chưa đủ hay sao? Tôi nói cho anh biết, mẹ tôi thương con thương cháu nên mới vào đây chăm sóc, không phải vào đây làm ô xin. Anh tệ nó vừa thôi. Nguyên vung tay định đánh vợ, nhưng mấy chị nằm ở giường bên cạnh nói vào. Vợ cậu bầu bì yếu ớt, không nên động tay động chân như thế đâu, ảnh hưởng đến em bé lại khổ ra. Nguyên chỉ thẳng tay vào mặt Mỹ chửi.
Nếu không dính vào mày thì cuộc đời của thằng Nguyên này nó đã sướng hơn nhiều rồi. Vì mày mà tương lai tao đen tối còn hơn cả bãi phân trâu. Mi nói trong nước mắt. Tương lai của tao, tuổi trẻ của tao, nhiệt huyết của tao, cả cuộc đời của tao bị hủy hoại trong tay mày đó thằng chó. Mày trách tao, có chơi có chịu đi bạn ơi. Mẹ Mi đứng trong nhà vệ sinh, nghe những lời nặng nhẹ của con rể nói với con gái. Lòng bà quặn đi, bà thở dài ra một hơi, hơi thở mang bao nhiêu nỗi lo lắng và trăn trở. Bà Thảo, mẹ của Nguyên, từ ngoài cửa đi vào, đánh tới tấp vào người con trai. Bà ấy không ngại chửi con trước nhiều người. Cái thằng trời đánh, vợ mày đang bầu bì ốm yếu, mà mày còn đứng đây nói thế được à? Mẹ này, kỳ ghê ấy, con về đây. Nguyên bất mãn bỏ về, mặc kệ những câu chửi của mẹ mình ở phía sau. Cũng may cho Mi có ba mẹ chồng hiểu chuyện, cũng an ủi cho con bé phần nào. Nó nói gì kệ nó, con đừng để bụng làm gì thêm mệt người. Anh ấy thật sự quá đáng mẹ ạ. Từ từ mẹ khuyên nhủ nó. Con nằm xuống nghỉ ngơi đi, không nên ngồi nhiều. Mẹ tranh thủ xuống căng tin, mua ít đồ rồi mẹ phải về đi làm mướn cho người ta. Vâng. Cả tuần nay Khương đứng trước sóc Hân để chờ cô, nhưng chỉ là chờ trong vô vọng. Anh nhớ cô như phát điên nhưng không thể nào gặp được mặt. Khương nghĩ cô muốn trốn tránh anh, nên lần này anh kiên quyết đứng chờ cô từ sáng cho đến tối. Đến khi nào gặp được cô thì thôi. Ngân, đứa bạn chung nhóm được Hân tin tưởng, giao lại shop trong thời gian, cô không tiện lộ mặt đi ra nói với Khương. Em nói với anh rồi, Hân nó đi du lịch chưa có về. Có phải Hân không muốn gặp mặt anh nên mới dặn em nói thế đúng không? Trời, em nói dối anh làm gì? Còn Hân nó đi du lịch thật, anh cứ đứng đây chờ đến sáng cũng không gặp được nó đâu. Hân đi du lịch ở đâu, em biết không? Cái này thì em chịu à? Tâm trạng nó không tốt nên cứ đi khắp nơi thôi. Anh về đi, đứng đây chờ cũng có gặp được đâu. Khương ghi số điện thoại vào mẩu giấy đưa cho Ngân. Đây là số điện thoại của anh, khi nào Hân về nhờ em gọi điện báo cho anh một tiếng với nhé. Em biết rồi, anh cứ về đi. Nhờ cả vào em. Khi Khương vừa quay người đi thì đụng mặt ngay Thư vừa đi đến. Thái độ cô ta vẫn ngông nghênh như vậy. Tưởng anh đi đâu, hóa ra là đến đây. Khương không thèm nhìn Thư lấy một cái, cũng không thèm mở miệng nói. Anh ta cứ im ỉm đẩy mạnh người Thư sang một bên, lên xe ngồi vào. Thư cũng mở cửa xe, ngồi vào ngay sau đó. Khương khó chịu tỏ thái độ với Thư. Xuống xe. Hôm nay em có lịch khám thai, anh chở em đi khám đi. Khương lớn tiếng. Tôi nói cô xuống xe. Thư không những không sợ mà còn hù dọa Khương. Anh đừng đẩy em, phải làm anh mất mặt ở giữa đường giữa xá như thế này chứ. Cô nghĩ nói thế là tôi sợ cô chắc? Anh không sợ, nhưng ông bà già nhà anh lại sợ mất mặt lắm đấy, nhất là ông già của anh đấy. Đầy tiện. Anh chửi em thì em nghe, nhưng anh cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người cha đi chứ. Em có hẹn với bác sĩ lúc 9 giờ đấy. Hai bàn tay Khương siết chặt vô lăng, nhấn mạnh chân ga chạy thẳng về phía trước. Thư nhìn Khương cười đắc chí vì mọi chuyện như ý muốn của Thư. Thời tiết thay đổi chóng mặt khiến Thím Lợi bị đau đầu rồi sốt cao. Hân muốn chạy ra tiệm thuốc, nhưng cô lại sợ phải ra bên ngoài một mình. Lần trước gã sát nhân đó đã khiến cô sợ chết khiếp, nên lần này cô phải cẩn trọng hơn. Thấy anh Long ngồi ở vườn cho chim ăn, Hân nghĩ trong đầu. Nếu ra nói thật thì chắc chắn ông ấy sẽ lườm cho cô một cái như dao sắc. Suy đi tính lại, cô chỉ có thể nói dối mà thôi. Hân rón rén đi ra gọi lớn. Anh Long. Cô bé bé cái mồm thôi, chim tôi giật mình thì làm sao? Hân khom người xuống ghé vào tai anh Long hỏi nhỏ. Anh Long có bận gì không? Hỏi làm gì? Chuyện là bác Châu điện thoại về, bảo anh đưa em đi lấy ít đồ cho bác ấy. Cô tự mà đi một mình. Nhưng đồ này quan trọng, bác Châu nói phải có anh đi cùng. Không rảnh. Vậy thôi, em vào nhà gọi điện báo cho bác Châu biết là anh đang bận cho mấy con chim ăn, nên không rảnh. Hân vừa mới quay người còn chưa kịp bước được bước nào. Cổ áo của cô lại bị anh Long tóm lấy lôi ngược lại. Tay cô phải bấu víu vào tay anh ấy mới có thể không bị ngã. Cô tỏ vẻ khó chịu. Sao anh cứ thích nắm lấy cổ áo của em mà lôi đi thế? Dù gì người ta cũng là con gái, nhẹ nhàng một chút không được sao? Đây nói cho đó biết, miệng đừng có nhanh hơn não. Đây với đó thân thiết gì mà phải nhẹ nhàng, yêu thương gì mà phải nói những lời đường mật.
Chắc anh Long chỉ nhẹ nhàng đường mật với mỗi người anh yêu thôi nhỉ? Đó là điều tất nhiên. Giống như câu ngôn tình gì mà người ta hay nói ấy nhỉ? Cái gì mà anh có thể cái gì quên rồi. Long tiếp lời. Anh có thể cộc cằn với cả thế giới, nhưng chỉ sẽ dịu dàng mỗi mình em. Đúng đúng là câu đó, anh Long thuộc kiểu người như vậy đấy. Lắm chuyện, đi ra mở cổng. Đâu có ai bấm chuông đâu anh Long. Thế cô có đi lấy đồ cho mẹ tôi không? Tất nhiên là có rồi anh Long. Còn không nhanh cái chân. Em đi ngay đây, anh Long đợi em một tí. Em chạy vào nhà lấy cái túi xách. Hân giả bộ bảo anh Long chạy thẳng xe đến shop của cô. Lúc về cô sẽ viện lý do đau bụng mà vào đó mua ít thuốc cho thím Lợi. Cô bảo shop cô buôn bán ế ẩm, sang lại cho họ rồi mà. Em sang lại cho con bạn của em. Anh Long ở ngoài này đợi một lát, em chạy vào lấy đồ cho bác Châu. Đồ của mẹ tôi sao lại để ở đây? Thì con bạn em nó bán mấy thứ bác Châu đang cần mà. Là thứ gì? Hỏi gì mà hỏi kỹ thế ông anh? Mấy giây đầu Hân có ấp úng, sau đó cô cũng nhanh nghĩ ra. Đồ của phụ nữ ấy mà, không tiện nói ra đâu. Anh Long đợi em một tí nhé. Hân nhanh mở cửa, chạy thật nhanh vào trong shop. Con Ngân vừa nhìn thấy cô đã chạy ra. Mày đi đâu mất hút cả mấy tuần nay vậy? Chuyện dài lắm, tao không tiện kể, cũng không tiện lộ mặt. Mày giúp tao trông coi shop thêm một thời gian nữa nhé. Trông mày không khác gì tội nhân bỏ trốn cả. Điên, tao không tiện nói ra. Thôi, sau này mày sẽ rõ. Thời gian qua shop hoạt động ổn không? Cũng bình thường. Nhưng lão Khương cứ đến đây đợi mày suốt. Tao phải nói mày đi du lịch rồi, lão mới chịu về đấy. Nét buồn hiện rõ qua đôi mắt của Hân. Đâu thể nói quên là quên ngay được. Tao tranh thủ ghé shop một lát rồi đi luôn. Mày cố gắng giúp tao nhé. Yên tâm, đi đi. Gần đến tiệm thuốc Tây, Hân giả vờ ôm bụng than thở. Không biết lúc sáng ăn trúng cái gì giờ đau bụng thế. Anh Long ghé vào tiệm thuốc ở phía trước cho em mua ít thuốc với. Ở đâu? Ở phía trước, gần tới rồi anh Long. Nhanh lên đấy. Em biết rồi. Khương nhìn thấy Hân từ trong tiệm thuốc đi ra, ngồi vào xe ô tô của ai đó. Khương gọi lớn nhưng Hân không nghe. Xe Long chạy thẳng về phía trước, xe của Khương cũng đuổi theo ngay sau đó. Về đến nhà, Hân vừa mới bước xuống xe, Khương ở đâu lao đến nắm lấy tay cô. Hân. Cô khá ngạc nhiên và cũng thấy khó xử khi thấy sự xuất hiện bất thình lình của Khương ở đây. Cô gạt tay anh ra. Anh theo dõi tôi đúng không? Thời gian qua anh nhớ em như phát điên Hân à? Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh nên chấp nhận điều đó, đừng cố chấp nữa. Long mở cửa xe đi xuống, Khương vội hỏi Hân. Người đó là ai? Tại sao em lại đi cùng với anh ta? Mấy giây đầu Hân có ấp úng, nhưng ngay sau đó đầu óc cô liền nhảy số. Cô đi lại khoác lấy tay anh Long, dõng dạc tuyên bố trước mặt Khương. Đây là bạn trai mới của tôi. Anh cứ làm thế này rất dễ làm anh ấy hiểu lầm. Khương vội kéo tay Hân về phía mình. Em có bị làm sao không Hân? Hết người để quen hay sao? Mà em lại đi quen một tên xã hội đen. Long liền tóm lấy cổ áo Khương trừng mắt với anh ta. Xã hội đen thì làm sao? Tình hình khá căng thẳng, Hân nhẹ nhàng nói với anh Long. Kệ anh ta đi anh Long. Mấy con chim quý của anh khi sáng còn ăn chưa no. Chắc giờ này tụi nó cũng đói lả rồi đấy anh Long. Long đẩy mạnh người Khương ra, mặt hậm hực lái xe chạy thẳng vào trong sân. Khương một hai giữ chặt lấy tay Hân không cho cô vào trong. Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra đi. Tại sao em lại đi quen một người như hắn hả Hân? Anh Long thì sao chứ? Hắn là một tên côn đồ, một tên dữ tợn em biết không Hân? Anh đừng trông mặt mà bắt hình dong. Hân, em phải nghe anh. Mẹ con anh ta là dân xã hội khét tiếng đấy, không xây vào được đâu. Có là dân xã hội thì đó cũng là việc của tôi. Tôi nghe nói con Thư có thai rồi đúng không? Anh về mà chăm sóc cho nó, đừng ve vãn trước mặt tôi nữa. Hân quay người đi vào đóng kín cổng. Khương vẫn cố chấp đứng bên ngoài gọi lớn. Hân, về với anh đi em. Em không tha lỗi cho anh cũng được, nhưng cũng đừng hủy hoại bản thân mình như thế. Hân. Cô vừa bước vào cửa bị cánh tay của anh Long chặn trước mặt. Thằng đó là thằng nào? Người yêu cũ của em. Tại sao nó lại đến đây? Em cũng không biết. Chuyện của cô tôi không quan tâm, nhưng nơi này không phải sở thú, cô thích gọi ai đến cũng được. Còn có lần sau thì cuốn gói ra khỏi đây. Em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu, anh Long yên tâm. Không hiểu mẹ tôi nghĩ gì lại muốn cô về đây, phiền phức.
Đến giờ cơm, Hân lên phòng anh Long gọi nhưng không thấy anh ta. Cô đi xuống nói với Thím Lợi. Không có anh Long ở trên phòng Thím ạ. Giờ này chắc cậu ấy đang bơi ở hồ đấy. Cô ra phía sau xem thử. Vâng. Ra đến hồ bơi, cô thấy anh Long nằm ngửa trên mặt nước, cứ để người trôi như thể người chết trôi. Cô hoảng hồn đến tái mặt vội nhảy xuống. Mặt nước đang tĩnh lặng bị cô làm cho khuấy động. Long mở mắt đứng dậy nhìn Hân ánh mắt khó chịu. Cô nhảy xuống đây làm gì? Hân vừa quê vừa không biết phải làm như thế nào. Cô chỉ biết đứng cười trừ nói thật. Em tưởng anh Long bị đuối nước nên mới nhảy xuống cứu. Ai ngờ không phải. Chỗ nào tôi thư giãn nghỉ ngơi, cô cũng đến phá là sao? Không có đâu anh Long, em ra gọi anh vào ăn cơm. Thấy vậy nên em mới tưởng như thế. Chứ em có cố tình gì đâu. Em cũng có lòng tốt mà. Tôi mệt với cái lòng tốt của cô lắm. Cô tốt vai thì tốt. Thôi tốt với tôi đi, phiền phức. Vâng, mời anh vào nhà ăn cơm, bác Châu đang đợi. Biết rồi. Khi Hân từ dưới bể bơi bước lên, quần áo trên người cô vì bị ướt nên bám sát vào cơ thể, làm lộ ra những đường nét hấp dẫn không khác gì các em hot girl chân dài. Long vội quay mặt đi rồi gọi Hân lại. Này, sao vậy anh Long? Long ném vào người Hân một cái khăn lớn. Khoác vào đi. Hân nhìn xuống người mình cũng có chút ngại ngùng, nhanh khoác khăn lên người rồi chạy lon ton vào nhà. Ngại quá không dám quay đầu lại nhìn anh Long. Long ngồi trên xe nhìn sang quán hủ tiếu bên đường. Ánh mắt anh ta không ngừng theo dõi cô gái chạy ngược chạy xuôi, bê hủ tiếu ra cho khách. Cô gái đó là Nhung, bạn gái cũ của Long. Mấy tụi cho vay nặng lãi kéo nhau đến quán của Nhung đập phá. Một tên đá văng chiếc ghế ra ngoài đường, làm khách ngồi ăn sợ chết vía cũng phải đứng dậy bỏ đi. Nhung vóc người thanh mảnh, mang một vẻ đẹp miền quê chạy đến cản mấy tên hung dữ kia lại. Mấy người mà không dừng lại tôi báo công an đấy. Một tên bóp chặt cằm Nhung hỏi. Thằng Danh đâu? Tôi không biết. Mày là vợ nó, mày không biết thì ai biết? Chúng tôi ly hôn rồi. Nợ nần gì mấy người tìm anh ấy mà đòi. Đừng đến tìm tôi nữa. Mày bao che cho nó đúng không? Tôi không biết là không biết. Mấy người còn đến đây quậy phá vô lý tôi báo công an đấy. Mày báo đi, báo thử cho tao coi. Nhung không chần chừ rút điện thoại ra điện cho công an thật. Tên kia bực mình giật lấy điện thoại. Cô ấy ném mạnh xuống đường. Hắn còn mạnh bạo nắm lấy tóc cô giật mạnh ra đằng sau. Hắn gầm gừ. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Một cú đấm của Long bay thẳng vào mặt tên đang hành hung Nhung. Ngay sau đó hắn tiếp tục ăn hai cú đá như trời giáng vào bụng, ngã lăn quay xuống đường. Mấy tên đàn em đi cùng nhìn đại ca bị đánh cũng hùng hổ xông vào, nhưng bị tên đại ca ngăn lại. Tụi mày đừng có manh động. Một trong số những tên đàn em chỉ cây sắt về phía Long, ăn nói hùng hồn. Quân mình đông, sợ gì nó đại ca. Mày thì biết gì, nó là Long ma, không dây vào được, rút lui. Long ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ điện thoại cùng Nhung. Vỡ hết rồi, dùng được nữa đâu, em nhặt làm gì? Nhung quay mặt đi, đưa tay quệt nhanh nước mắt rồi đứng lên. Anh đến ăn hủ tiếu, thì lại bàn ngồi, còn đến vì chuyện khác thì anh về đi. Vậy thì làm cho anh một tô hủ tiếu. Anh ăn hủ tiếu gì? Gì cũng được. Đợi một lát. Nhung bê hủ tiếu đặt xuống bàn. Hủ tiếu của anh. Long nhanh giữ lấy tay Nhung khi cô ấy vừa mới quay người đi. Nói chuyện với anh một lát. Anh ăn xong rồi thì tính tiền, tôi còn buôn bán. Chưa có khách mà ngồi xuống nói chuyện với anh một lát, chỉ 5 phút thôi. Nhung thở dài biết tính của Long cố chấp xưa nay, nên cô ấy đành phải ngồi xuống. Anh nói gì nói nhanh, tôi còn bận. Em ly hôn rồi sao? Phải. Hắn không đối xử tốt với em sao? Anh biết để làm gì, có thay đổi được gì không? Nhìn những vết bầm trên người Nhung cũng đủ hiểu cô ấy đã phải chịu đựng những gì khi sống chung với một người chồng tệ bạc. Long nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Nhung, ánh mắt anh ta vẫn âu yếm như ngày nào. Liệu rằng chúng ta có thể... Anh thôi được rồi đấy Long, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Anh ăn xong rồi thì về đi. Em biết rõ bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn nhớ thương em mà Nhung. Anh ép em phải rời bỏ thành phố này mới vừa lòng anh đúng không Long? Đừng, em đừng đi đâu cả, anh sẽ về. Cu Vi con của Nhung đi học thêm về liền chạy đến ôm mẹ. Mẹ ơi, con đói bụng quá. Nhung cười với con. Ngồi xuống đây, đợi mẹ một lát nhé.
Bé Bi nhìn Long rồi quay qua hỏi mẹ. Chú này là ai vậy mẹ? Khách vào ăn hủ tiếu thôi con. Long xoa đầu cười với thằng bé. Chú vừa là khách, vừa là bạn của mẹ cháu đấy. Chú là bạn của mẹ cháu thật à? Ừ, bạn thân lắm đấy nhé. Vậy à? Cháu học lớp mấy rồi? Dạ, cháu mới học lớp 1 à? Nhanh thật nhỉ? Nhung tiếp tục xua đuổi Long. Anh về đi, đừng nói linh tinh với thằng bé. Chú về nhé, lần sau chú lại đến, nhất định sẽ có quà cho cháu. Vâng ạ. Những hình ảnh này nhanh chóng đến tay bà Châu. Bà ấy khá buồn khi mà con trai không chịu nghe lời, vẫn u mê không thể dứt cô gái tên Nhung đó được. Tiếp tục theo dõi, đừng để thằng Long nó biết. Em sẽ cẩn trọng hơn, chị cứ yên tâm. Trong bữa cơm, bà Châu có nhắc khéo Long. Dạo này mẹ thấy con hơi lơ là công việc đấy, bận chuyện gì sao? Công việc con vẫn thu xếp ổn thỏa, mẹ không cần phải lo. Mẹ chỉ nhắc con thế thôi, đừng để mẹ phải thấy chướng tai gai mắt. Long đặt mạnh đũa xuống bàn. Mẹ nói vậy là có ý gì? Thím Lợi nhìn hai mẹ con bà Châu có vẻ căng thẳng, mới nói Hân mang nồi cá bống kho tiêu ra bàn. Hân hiểu ý Thím Lợi, tay chân nhanh nhẹn, bê ra cái miệng huyên thuyên. Bác thử món cá bống kho tiêu này, cháu kho vừa ăn chưa ạ? Món ruột của cháu đấy bác. Vẻ mặt bà Châu nhanh chóng giãn ra, cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng ăn thử. Ngon đấy, đúng hương vị quê mà bác thích. Cháu nấu ăn cũng ngon lắm đấy. Bác quá khen, cháu nấu đại thôi ạ. Mà cháu nhìn là thấy ngon rồi. Cá này mà ăn với cơm nóng là say đắm cả đời luôn bác ạ. Ngồi xuống ăn cơm với bác cho vui. Dạ thôi ạ, lát cháu ăn sau với Thím Lợi cũng được ạ. Cá với cơm đang còn nóng, ăn luôn mới ngon, cháu ngồi xuống đây. Bác đã nói thế thì cháu cũng không ngại nữa ạ. Lâu lắm rồi cô mới ăn lại một bữa cơm ngon như thế này. Ăn cơm với cá bống cô lại nhớ đến mẹ và em gái. Không biết ở trong đó bé My có sống tốt không? Có được chồng và nhà chồng yêu thương hay không? Ăn đi cháu. Dạ. Tiện tay Hân gắp một ít cá kho vào chén anh Long. Anh cũng ăn thử xem có vừa miệng không? Long không nói không rằng gắp bỏ qua cho mẹ mình. Thằng Long từ nhỏ nó ghét tiêu nên món gì nhiều tiêu là nó không ăn. Vậy thì món này anh ấy không ăn được rồi. Long đứng dậy, mặt hậm hực lái xe đi ra ngoài khi cơm còn chưa ăn xong. Bà Châu bỏ đũa xuống bàn, bà cũng không nuốt nổi. Hễ nói gì động đến con nhỏ đấy là nó lại thái độ thế đấy. Bạn gái cũ của anh Long ạ? Ừ, không biết con nhỏ đấy có bỏ bùa ngải gì không mà thằng này không dứt được bao nhiêu năm rồi. Người ta hay nói mối tình đầu là mối tình đẹp và khó quên nhất đấy bác. Mệt, nó còn cứ bám theo con nhỏ đấy thì làm sao mà có người mới được. Duyên nó đến thì đến thôi bác ạ, không thể ép được. Bà Châu đứng dậy nói thêm một câu nữa rồi mới lên phòng. Ngồi chờ Duyên đến thì đã giả khú đấy, có ma mới thèm ưng. Không biết Hân ngồi ở bàn làm gì cả buổi với cái điện thoại mà cũng chưa xong. Thím Lợi đi đến hỏi. Điện thoại hư rồi à? Không biết nó dở chứng gì không lên nguồn thím ạ, chán thế không biết. Cậu Long biết sửa đấy, cô lên nhờ cậu ấy xem sao. Vậy ạ, để cháu lên nhờ anh. Hân đứng trước phòng Long rụt rè gõ cửa. Anh Long, anh Long ơi. Anh Long ngủ chưa ạ? Cửa mở, Long nhòm đầu ra hỏi. Chuyện gì? Điện thoại của em tự nhiên không lên nguồn, anh có thể rửa giúp em được không? Mang ra tiệm mà sửa. Giờ trời cũng tối rồi, em đi một mình cũng sợ, anh sửa giúp em với. Long quay người đi vào trong, Hân đẩy cửa đi vào năn nỉ. Anh Long sửa giúp em với, em đang cần gấp. Không sửa là không sửa, đi ra ngoài đóng cửa lại. Hân nhìn trên màn hình laptop, toàn là hình ảnh mẫu son. Cô đoán chắc anh ta đang chọn son để tặng bạn gái, nhưng chưa biết chọn son gì. Thế là Hân nhanh miệng hỏi. Anh Long mua son tặng bạn gái ạ? Long vội gấp laptop cộc cằn với Hân. Hỏi làm gì, ra ngoài đi. Mấy cái son này em dành lắm. Để em giúp anh chọn một mẫu vừa lên màu đẹp, vừa quyến rũ lại còn thơm. Em đảm bảo với anh cô ấy chỉ có thích và mê mẩn thôi. Long nhanh mở laptop lên, đẩy về phía Hân hỏi. Mẫu nào? Nhưng anh phải sửa điện thoại giúp em đã. Đưa đây. Đây ạ. Hân buồn cười cho lão Long này thật. Cọc cằn là thế, nhưng nhắc đến người yêu lại đáng yêu vô cùng.
Hân đang quét mấy lá cây ở ngoài sân thì lão Long đi vào, mặt có vẻ hớn hở. Hôm nay lão còn chủ động chào. Hello. Hân ngơ người đứng chố mắt nhìn lão. Lão cú vào trán cô nhắc nhở. Khinh nhau à? Cô lắc đầu. Đâu có. Tôi vừa mới chào cô đấy. À dạ, em chào anh Long. Lão cười còn tặng kèm theo một cái đá mắt muốn dụng con tim rồi đi lướt qua cô. Lần đầu tiên cô thấy lão đẹp trai mà cuốn hút dữ thần như vậy. Nhưng phải công nhận lão cười lên đẹp thật. Long đang đi chợt nhớ quay người lại thổ vào vai Hân. Này. Cô giật mình quay người lại. Có chuyện gì với anh Long? Long lấy trong túi ra một thỏi son đặt vào tay Hân. Cho cô đấy. Cái này là cô làm tốt thì tôi thưởng. À vâng, cảm ơn anh Long. Long ghé sát vào tai Hân căn dặn. Chuyện này không được nói cho mẹ tôi biết. Nhớ chưa? Cô gật đầu. Em biết rồi. Đợi cho lão Long đi hẳn vào nhà, Hân mới chạy vào trong nhà vệ sinh tô son lên môi. Cô đứng ngắm nghía mình trong gương, thích với màu son này. Thỏi son này giá cả cũng đắt đỏ, không kém gì thỏi son khi tối cô chọn giúp cho cô bạn gái anh ta. Lão chi tiêu cũng thật thoải mái. Hân mở cổng vứt rác, Khương ở đâu chui ra gọi cô. Hân. Cô nhìn trước ngó sau, nếu để cho anh Long nhìn thấy, chắc lão tống cổ cô ra khỏi đây mất. Cô nhanh kéo tay Khương đứng vào một góc khuất để nói chuyện. Tôi đã nói thế nào mà anh còn đến đây? Anh nhớ em Hân à? Anh cứ như thế này chỉ làm cho cả hai mệt mỏi thêm thôi. Anh xin em hãy tin anh. Anh không bao giờ có ý nghĩ phản bội em cả Hân à? Cứ cho là con Thư nó lừa anh đi, nhưng rồi sao? Mọi chuyện cũng đã diễn ra. Sự thật là hai người đã lên giường với nhau và giờ nó đang mang thai con của anh. Tốt nhất anh nên về làm tròn trách nhiệm người cha của mình. Thư ở đâu xuất hiện bất ngờ, cho Hân một bạt tai vào mặt. Khương mất bình tĩnh, thẳng tay tát cho Thư một cái thật đau. Cô ta ôm má chửi rủa. Anh đánh tôi đang mang thai con của anh đấy. Cút, cút nhanh. Tôi không về đấy. Có về thì cả hai cùng về. Tôi không để anh ve vãn ở đây đâu. Khương gằn giọng. Cô đừng để tôi nổi điên. Hân quá mệt mỏi cho hai con người này. Bọn họ đứng đây gây ồn ào sẽ bị lộ mất. Hai người thích cãi nhau thì đi nơi khác, đừng làm phiền đến tôi. Hân quay người đi vào, Thư vẫn không chịu bỏ qua. Cô ta giữ tay lại cảnh cáo. Tao và anh Khương đã có con với nhau, sớm muộn gì tụi tao cũng sẽ kết hôn. Mày còn cố tình dụ níu kéo anh ấy thì đừng trách tao. Chát. Thư ăn trọn một cái tát nữa từ bàn tay Hân. Cô nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao đâu, biến. Hân mở cổng đi vào nhà, bắt gặp ánh mắt Long đang nhìn mình nghi ngờ. Ai ở ngoài đấy? Làm gì có ai anh Long. Mấy con chó với con mèo nó gầm gừ với nhau. Em ra đuổi đi ấy mà. Hân nhanh giữ lấy tay anh Long khi mà lão có ý định đi đến mở cổng. Anh đi đâu vậy? Ra ngoài kiểm tra. Long giật tay ra nhưng Hân vẫn không muốn buông. Buông ra coi, làm gì nắm chặt thế? Hân giả vờ tựa đầu vào vai anh Long nói hổn hển. Em mệt quá anh Long, hình như em bị tụt canxi rồi. Này này, cô đừng có diễn. Em nói thật mà, em... Chưa nói dứt câu, Hân ngất đi. Lão Long nhanh ôm chặt lấy người cô. Lão còn vỗ vào má cô gọi lớn. Này, tỉnh dậy đi, cô ngất thật đấy sao? Không thấy cô phản ứng, lão Long nhanh bế cô chạy vào nhà. Thím lợi đâu? Ôi trời, con bé bị làm sao vậy cậu Long? Làm sao tôi biết, tự dưng cô ta lăn đùng ra ngất, chắc là bị tụt canxi. Cậu mau bế cô ấy vào giường nằm nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh dậy. Long nhẹ nhàng đặt Hân xuống giường, nhưng không may tóc của cô dính vào cúc áo của anh ta. Anh ta không gỡ mà cứ giật ra, làm cô đau muốn mở mắt cú cho anh ta một cái. Đúng lúc bà Châu mở cửa đi vào xem Hân thế nào. Nhưng trong tư thế này, góc nhìn này không thể trông khiến bà ấy hiểu lầm. Vừa hay Long gỡ được tóc của Hân ra khỏi cúc áo mình. Anh ta đứng dậy quay người lại thì giật mình khi bắt gặp mẹ mình đứng ở đó từ bao giờ. Nhìn ánh mắt mẹ mình, Long đủ hiểu bà ấy đang nghĩ gì trong đầu. Không như mẹ nhìn thấy đâu. Long nói đúng một câu rồi đi thẳng về phòng, không cần biết mẹ mình có tin hay không. Bởi tính anh ta xưa nay không muốn giải thích nhiều. Ai tin đó tin, không tin thì thôi. Đợi cho bà Châu cũng ra khỏi phòng, Hân mới ngồi bật dậy thở hổn hển. Chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho bà ấy hiểu lầm. Lần này thì rắc rối thật rồi.
Trong bữa ăn sáng đợi cho Long ra khỏi nhà, bà Châu mới gọi Hân ra hỏi. Hai đứa qua lại từ bao giờ? Hân vội khua tay giải thích. Bác đừng hiểu lầm ạ. Chuyện là khi tối tóc của cháu dính vào cúc áo của anh Long, đúng lúc bác đi vào nên mới gây hiểu lầm ạ. Cháu bị ngất, sao biết tóc của mình bị dính? Hân ấp úng. Cháu... Vậy khi tối là cháu giả vờ bị ngất đúng không? Dạ cháu... Cháu thích thằng Long nhà bác à? Câu hỏi của bà Châu khiến Hân giật mình, vội ngẩng mặt lên phân trần. Dạ không phải đâu bác, cháu thì làm sao mà thích anh Long được. Vậy tại sao cháu phải làm thế? Nếu cô thành thật kể ngọn ngành chuyện khi tối, có khi bác Châu sẽ nổi giận mà không muốn cô nữa. Hân không biết phải nói như thế nào cho bác ấy hiểu. Thật sự là cháu có chuyện khó nói bác ạ. Thôi bác hiểu rồi, bác chỉ hỏi thế thôi, cháu đi làm việc đi. Vâng. Bà Châu nhìn theo tấm lưng của Hân, trong ánh mắt của bà ấy dường như đang tính toán điều gì đó. My được bác sĩ cho xuất viện về nhà nhưng vẫn phải tịnh dưỡng, không được hoạt động mạnh. Từ lúc con bé về nhà chưa một lần thấy chồng mình về sớm, ngày nào cũng khuya lơ khuya lắc mới mò đầu về, không những thế trên người còn nồng nặc mùi nước hoa. Nguyên vừa lấy đồ vào phòng tắm, điện thoại của cậu ta ở ngoài này báo tin nhắn đến. My không do dự cầm điện thoại lên xem. Nguyên ở trong phòng tắm chạy ra, nhanh giật lấy điện thoại trên tay My. Cậu ta dằn mặt. Bỏ cái thói lục đồ của người khác đi. Ai là người khác? Không có gì mắc mớ gì anh phải sợ. Tao sợ gì mày? Có phải anh lăng nhăng bên ngoài đúng không? Đúng đấy rồi sao? Muốn ly dị không? Viết đơn tao ký ngay lập tức. Mày có nghĩ đến con không hả Nguyên? Con mày thì mày lo. Ngay từ đầu tao đã không chấp nhận nó rồi mà. Cả nhà mày vẫn cứ cố chấp giữ lại thì tự mà chịu. Thằng chó. Mày đừng tưởng đang có bầu là tao không dám đánh. Thử mở miệng ra chửi tao một lần nữa xem. Nhìn là thấy phát ngán. Nguyên thẳng chân đá ngã cái ghế rồi lấy xe đi ra ngoài. My ngã khuỵu xuống giường, nước mắt chảy dài. Cuộc hôn nhân này đối với My quá đau đớn và tủi nhục. Liệu rằng My có thể chịu đựng đến bao giờ? Nửa đêm tiếng sột soạt làm My thức giấc. My thấy Nguyên đang bới tung lục lọi gì đó ở trong tủ. Khi thấy Nguyên lấy hết vàng cưới, My nhanh giành lấy lại. Anh tính lấy vàng cưới đem đi đâu? Nguyên gạt mạnh tay My, trừng mắt với con bé. Chuyện của tao mày đừng có xen vào. Anh lấy vàng cưới đem cho mấy con đĩ đó có phải không? Mày im mẹ cái mồm của mày lại, tao vả cho mày hết răng bây giờ. Trả lại đây, đó là vàng cưới mẹ tôi cho tôi. Nguyên thẳng chân đạp vào bụng My mà không nghĩ đến đứa con trong bụng. Hắn lấy hết vàng bỏ đi, mặc kệ cho My nằm trên giường ôm lấy bụng đau quằn quại. Máu chảy dài xuống dưới chân, nước mắt My rơi gọi trong tuyệt vọng. Mẹ ơi, chị hai ơi. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, cả hai bà mẹ lo lắng nhanh chạy đến hỏi. Cháu tôi sao rồi bác sĩ? Con tôi sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ lắc đầu. Rất tiếc chúng tôi chỉ có thể cứu được mẹ. Mẹ My thở phào ra một hơi, chắp tay lên trời. Cảm tạ tổ tiên đã phù hộ. Nghe tin đứa cháu nội không còn, nét buồn hiện rõ trên mặt mẹ Nguyên. Cháu nội của tôi. Hân nhanh chóng biết được chuyện của em gái. Tối đó cô đã bật khóc vì thương em. Cô không nghĩ cuộc đời của con bé lại rẽ sang một hướng bi đát như thế. Cô cũng giận bản thân mình không thể ở bên cạnh em ngay lúc này. Mọi người đang ăn cơm trong nhà, còn Hân thì ngồi ủ rũ dưới gốc cây liễu. Càng nghĩ cô càng tức, chỉ muốn tóm lấy đầu của thằng nhãi danh kia đấm cho vài phát. Trong cơn tức cô không ý thức được rằng mình đã dùng cục đá nhọn sạch những đường dài trên thân cây liễu, cho đến khi cô nghe được giọng của lão Long. Cô cũng liều thật. Ôi trời ơi, anh đi cứ như ma ấy, giật điếng cả người. Biết trị giá của cái cây đó bao nhiêu không? Hân vỗ vào thân cây liễu. Anh Long nói cây liễu này đấy hả? Nó đấy. Mấy cái cây liệu này ở dưới quê em người ta trồng đầy. Ở nhà em cũng có trồng một cây ra trái còn to hơn cây này nhiều. Vậy à? Nói rồi Long lấy điện thoại chụp lại mấy tấm hình. Hân tò mò không biết lão Long chụp hình cô để làm gì. Tự nhiên anh chụp hình em làm gì đấy? Làm bằng chứng. Em có làm gì đâu. Lão Long quay người cười đắc chí rồi đi thẳng vào nhà. Mấy phút sau Hân nghe tiếng của bác Châu ở trong nhà gọi lớn. Hân, trời ơi, con Hân đâu rồi? Cô nhanh co chân chạy vào đứng trước mặt bác Châu. Có chuyện gì mà bác gọi cháu gấp thế ạ?
Bà Châu đưa tấm hình mà vừa nãy Long mới chụp được cho Hân xem. Cháu không có chuyện gì để làm hay sao mà đi phá hoại cái cây lựu của bác vậy Hân? Dạ cái này cháu không cố ý đâu bác, chỉ là trong lúc suy nghĩ cháu lỡ tay lúc nào không biết. Thế có chết cây lựu quý của tôi không cơ chứ, không dễ gì mà bác mua được đâu. Cháu sẽ đền cho bác cây khác, mấy trăm triệu của bác đấy, cháu đền đi. Hân há hốc mồm, lựu sắt vàng hay sao mà đắt ghê vậy? Cô hướng con mắt về phía lão Long đang đứng dựa lưng cười ở đằng kia. Thì ra là lão có tính toán cả. Lựu gì mà đắt vậy bác? Đắt người ta mới gọi là quý hiếm. Cháu thật sự không biết ạ? Thôi bỏ đi, con nói cháu cũng không có tiền đền một lần, cứ trừ dần vào tiền lương mỗi tháng. Vâng. Hân đi vào bếp làm việc, đi ngang qua lão Long cô còn không quên dẫm thật mạnh vào chân lão. Lão lườm cô. Này, thích gây chuyện à? Em nào dám, lỡ chân thôi. Chắc anh Long không phải hạng người hẹp hòi đâu nhỉ. Mi nhìn đơn ly hôn trên tay ký dẹt một đường, kết thúc một cuộc hôn nhân địa ngục lại. Không một người mẹ nào muốn con cái mình đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng lần này mẹ Mi chọn cách im lặng, bà không khuyên nhủ, bà tôn trọng quyết định của con gái. Con suy nghĩ kỹ rồi chứ? Không còn vướng bận gì nữa đâu mẹ ạ. Mẹ tôn trọng quyết định của con, về nhà mình thôi con. Hân nghe tin mẹ và em gái đã về đến nhà, cô vừa vui nhưng cũng vừa lo. Cô sợ gã sát nhân kia sẽ làm hại cả mẹ và em gái của mất. Ở đầu dây bên kia, mẹ Hân không nghe con gái nói gì, bà gọi. Con còn nghe máy không Hân? Cô giật mình thoát ra khỏi những nỗi lo sợ trong đầu, trả lời lại mẹ. Con vẫn đang nghe đây mẹ. Thế con đi du lịch chừng nào về? Bé Mi nó nhớ con lắm đấy. Nhắc đến em, nước mắt cô cay xè. Dạ cũng gần rồi mẹ, con còn ít công việc ở ngoài này nên chưa thể về ngay được. Thế à, cố gắng thu xếp về sớm con nhé, mẹ cúp máy đây. À khoan đã mẹ. Chuyện gì vậy con? Mẹ có thấy ai lặng qua lặng lại trước nhà mình không mẹ? Làm gì có ai mà sao thế? Hân ấp úng. Dạ không có gì đâu mẹ, dạo này trộm cướp nó lộng hành lắm nên con hỏi chừng vậy thôi mà. Mẹ nhớ khóa cổng, đóng cửa cẩn thận nha mẹ. Mẹ biết rồi, với lại khu mình trước giờ hiền khô à, có gì đâu. Phòng vẫn hơn mẹ ạ, con cúp máy đây. Nghe mẹ nói trong lòng Hân mới đỡ lo hơn phần nào. Có thể gã sát nhân kia chỉ muốn nhắm vào cô. Nếu bây giờ cô về rất dễ làm liên lụy đến mẹ và em gái. Nhưng cô cũng không thể trốn ở đây mãi. Trong đầu cô bây giờ rất rối, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Chỉ có thể cầu mong tên sát nhân đó bị bắt càng sớm càng tốt. Long bế Kubi trên tay cùng Nhung đi dạo trên phố. Anh đừng mua nhiều đồ chơi cho thằng bé như thế, dễ sinh hư lắm. Con nít mà em. Anh không tính lấy vợ sao? Cũng có tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa đâu. Nếu anh muốn lấy thì đã lấy rồi. Mà vì sao đến giờ anh vẫn chưa có ai? Chắc em cũng hiểu mà, đúng không Nhung? Nhung thở dài. Trước đây đã khó, bây giờ em là gái đã qua một đời chồng, còn có cả con nữa thì lại càng khó hơn. Nếu trước đây em kiên quyết đi cùng anh đến cùng thì có lẽ bây giờ chúng ta đã hái quả ngọt. Anh nghĩ em không muốn sao? Nhưng còn mẹ anh, bà ấy không khi nào không gây áp lực lên em. Dù em có mạnh mẽ và yêu anh nhiều như thế nào thì cũng có lúc mệt mỏi mà chấp nhận buông. Anh hiểu, bây giờ chúng ta bắt đầu lại vẫn chưa quá muộn phải không em? Nhưng còn mẹ anh, em đừng nghĩ gì cả, cứ ở bên cạnh là được, mọi chuyện để anh lo. Nhung xà và lòng Long vẫn ngọt ngào như ngày nào, vẫn là mùi hương dịu nhẹ khiến Long mê mẩn. Bà Châu nghe người báo lại con trai bà vừa bỏ ra một số tiền khá lớn để mua một căn hộ cao cấp cho hai mẹ con Nhung ở. Bà ấy tức đến run cả người, bất lực với thằng con quá u mê này. Sau khi có được địa chỉ, bà Châu tức tốc lái xe đến đó, gặp trực tiếp hai mẹ con Nhung. Nhung mở cửa thấy mẹ của Long đang đứng trước mặt, cô ấy khá sợ, quay đầu lại dặn con trai. Bi vào phòng học bài đi con. Dạ. Nhung lễ phép đứng né sang một bên, mời mẹ Long vào nhà. Con mời bác vào nhà. Bà Châu để lại một cái lườm trên người Nhung, rồi đi thẳng vào nhà.
Căn nhà đầy đủ tiện nghi, tiêu tốn không ít tiền của con trai bà. Bà Châu càng nghĩ lại càng tức. Con mời bác uống nước. Chát. Nhung bị ăn ngay cái tát vào mặt một cách vô cớ. Cô ấy chỉ biết cúi đầu ôm lấy má, mà không phản ứng cũng không nói gì. Sau cú tát đó, bà Châu liên tiếp buông ra những lời khó nghe với Nhung. Liêm sỉ cô vứt đầu. Tôi tưởng 3 năm qua cô buông tha cho nó, ai ngờ vẫn ôm mộng tưởng. Cô đã lấy chồng rồi, sao không yên phận đi? Cháu yêu anh Long là thật lòng, không vụ lợi, không toan tính, xin bác đừng nói thế mà tội nghiệp cho con. Mẹ nào con đấy, trước đây mẹ cô cũng đã từng nói thế với anh tôi, cũng thề non hẹn nước, nhưng cuối cùng thì sao? Bà ta vẫn nhẫn tâm cuỗm hết tiền bạc, cao chạy xa bay, để lại một mình anh tôi gặm nhấm nỗi đau từ ngày này đến ngày khác, đến nỗi phải mang tâm bệnh mà chết. Giờ cô cũng muốn con trai tôi như thế đúng không? Nhung hốc mắt cay xè lắc đầu. Xin bác đừng mang chuyện của quá khứ mà áp đặt lên tụi con không có như thế. Thôi, hạng người như cô nói nhiều cũng vô ích. Hai mẹ con cô mau cuốn gói ra khỏi nơi này ngay lập tức. Từ giờ tôi cấm cô không được gặp con trai tôi nữa. Nếu cô còn ngoan cố, thì cô đừng trách bà già này sao ác với hai mẹ con cô. Nhung nhục nhã chạy vào phòng thu dọn đồ đạc, nắm lấy tay con trai đi khỏi nơi này. Đúng lúc Long đến, anh ta giật lấy vali trên tay Nhung, kéo cô ấy vào lại trong nhà, đứng trước mặt mẹ mình tuyên bố. Con sẽ cưới Nhung. Mày vừa nói cái gì vậy Long? Con nói là sẽ cưới cô ấy. Bà Châu vung tay tát con trai một cái khá đau cho tỉnh. Nhung kéo tay áo Long giật lấy. Thôi mà anh. Bà Châu ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt con trai nói lớn. Không bao giờ, mày hiểu chưa Long? Bà Châu đập mạnh cửa tức tối rời khỏi nơi đó. Thằng con trai ương ngạnh làm bà ấy tức muốn lên tăng sông. Bà ấy nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Bà Châu đi công việc về thấy Hân đứng ở trong bếp. Bà ấy đi vào hỏi. Thằng Long về nhà chưa? Anh ấy về được một lúc rồi bác. Nó có say không? Say không biết trời đất gì luôn bác. Bà Châu lấy một chai nước hoa đưa cho Hân. Cho cháu này. Bác không giữ mà dùng sao lại cho cháu? Bạn bác tặng nhưng bác không thích mùi này, bỏ đi thì phí. Bác nghĩ mùi này hợp với giới trẻ như cháu đấy. Cháu cảm ơn bác. Cháu xịt thử xem có thích không? Hân xịt thử vài đường, mùi thật dễ chịu. Thơm lắm bác ạ, mùi nó thơm nhẹ nhàng dễ chịu lắm bác. Cháu cứ giữ lấy mà dùng, bác lên phòng nghỉ ngơi một lát. Bác không ăn cơm ạ? Bác ăn với bạn bên ngoài rồi. Vâng. À, cháu nhớ pha ly trà gừng mang lên phòng cho thằng Long nó uống. Cháu biết rồi bác. Hân đứng trước phòng lão Long gõ cửa. Anh Long ơi, bác Châu bảo em mang trà gừng lên cho anh uống giải rượu. Cửa không khóa, em vào nhé. Hân đẩy cửa đi vào. Cô đặt ly trà xuống bàn, đi đến lay người lão Long dậy. Anh Long ơi. Anh Long, dậy uống trà cho giải rượu. Long ngửi được mùi hương trên người Hân tỏa ra. Trong cơn say, Long cứ ngỡ đó là Nhung, nên đè cô xuống giường, ghì chặt lấy người cô, hôn một cách mãnh liệt và cuồng nhiệt. Quá bất ngờ, Hân không kịp phản kháng. Cô dãy giụa cắn thật đau vào môi Long, nhưng hành động vừa rồi của cô càng làm cơn dục vọng trên người Long trỗi dậy. Anh ta điên cuồng cởi bỏ hết quần áo trên người cô, mặc cho cô từ la hét đến khóc lóc thảm thiết. Buông tôi ra, đổ chó. Tôi xin anh mà, dừng lại đi, tôi không muốn. Á, nghe tiếng la của Hân ở trên phòng, thím Lợi định chạy lên nhưng bị bà Châu chặn đường. Thím đi đâu? Tôi nghe tiếng la của con bé Hân trên phòng. Đó không phải việc của thím, thím lo làm việc của mình đi. Nhưng mà, đi nhanh. Xong việc, Long tỉnh luôn cả rượu, anh ta ngồi nhìn Hân khóc mà bỏ đầu bứt tóc. Thôi nín đi, khóc lóc có giải quyết được gì đâu mà khóc. Cô đưa hai con mắt đỏ hoe lườm lão Long. Đồ tồi, anh không thấy có tội lỗi với bạn gái anh sao? Cô càng nói lão vò đầu điên tiết. Đừng có nói nữa được không? Miệng thì luôn nói yêu thương nhưng lại có thể sẵn sàng lên giường với một đứa con gái khác. Tụi đàn ông mấy người đều cáng như nhau cả thôi. Lão lấn sát vào người cô nhưng lại kiềm chế không động tay động chân. Chính vì kiềm chế nên mặt lão đỏ hết cả lên. Tôi bảo cô im miệng. Cô hét vào mặt lão. Tôi mới chính là người bị xâm hại đấy.
Lão dịu lại đứng dậy đi lại phía cửa sổ đứng. Chính lão cũng đang tự trách bản thân mình. Trong việc này tôi sai, nhưng tôi cũng đang dối chưa biết làm thế nào. Tôi đảm bảo chuyện như thế này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Cho nên cô có thể để tôi yên một chút được không? Hân lấy gối ném mạnh vào người lão. Nếu được tôi chỉ muốn băm anh ra thành trăm mảnh, đổ tội. Cô quệt nhanh nước mắt đi ra khỏi phòng. Cô hận anh ta đã phá đi đời con gái của cô. Cô hận lũ đàn ông trên đời này tất cả đều đều cáng. Tất cả đều như nhau cả thôi. Bà Châu đứng nhìn Hân rời khỏi phòng Long với vẻ mặt đầy ấm ức. Bà ấy biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Và mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý của bà ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình yêu nở muộn của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.